thương anh quá à. Không ai có thể chia cắt tụi mình. Có tao. Thế gian có mấy loại trà? Trà nào không thích, thích làm trà xanh. Chị nói gì vậy? Em với ảnh đang bàn công việc ký hợp đồng thôi à. Sao tao là giám đốc thì mày không ký với tao mà đi ký với nó? Đâu, chị đưa cái tay em coi thử coi. Nè, em coi thử rồi. Rồi, em biết sao ông bỏ chị kiếm em luôn. Sao vậy em? Chị vừa giàu, chị vừa đẹp, chị vừa giỏi nữa, mà sao không bỏ chị được? Tại da chị sần quá đó. Trời đất ơi em ơi, chị giàu lắm, chị tắm mà sữa bò không á. Ừ, rồi chị có còn xài gì nữa không? Không, chị nghĩ nhiêu đó đủ rồi. Vậy là chị bậy rồi, để em chỉ cho. Bởi vì chị giàu mà chị dở, muốn da mịn màng rồi là chị phải tẩy tế bào chết trên da. Mà chị giàu là chị phải xài muối tắm và bonnet sữa bò này nè. Ơi, cái này dễ xài lắm chị ơi. Lấy một ít muối tẩy tế bào chết trộn với xíu sữa chua không đường, hoặc là baby oil hay là mật ong đều được hết trơn. Chị lấy mỗi thứ lượng vừa đủ sao mà khi trộn đều cái hỗn hợp lại nó ra sền sệt giống như em trộn vậy là được rồi nè. Thoa lên da mùi dễ chịu lắm. Massage nhẹ nhàng là da mịn màng, vừa sạch da vừa giúp da dễ hấp thu dưỡng chất từ kem dưỡng nữa đó. À, đã quá. Cái mùi sữa nó thơm mà nó dễ chịu vậy đâu á, mình massage nhẹ nhàng xong rửa lại với nước là chị sẽ thấy da chị mịn màng hẳn luôn. À, mịn màng mà thơm quá bé ơi. Ủa mà có mùi một rồi hả? Chị muốn thay đổi hay sao? Vô tư. Muối vitamin C chứa tinh chất vitamin C, chị muốn trắng sáng mờ thâm thì xài em này nha. Không những vậy đâu nha. Mùi giờ gớt trời ơi, mùi thơm như sữa chua trái cây luôn. Chị mà cần kiểu thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng ẩm da đó, xài cái này là tuyệt trời. Mà còn cái này nữa nghe, muối sữa bò với lại muối giờ gớt chính hãng đã được đổi bao bì với cái nắp hồng siêu xinh xắn. Đã quá, không thấy vậy cho chị đem về chị xài nha. Trời ơi, vô tư chị ơi, chị em mình không mà lấy đi chị, lấy đi. I love a bonnie. Cảm ơn em nha, đến ghen mà được cái này đứa đã quá. Bye bye chị nha, về nhớ xài nha. Sao mình thấy quên quên gì vậy tao ơi. Mà tao kệ đi.